bà đến nước vào mặt em nhỉ. Em đang định ra đấy. Ôi ô tô không chắn thì còn đi được. Mất đường làm gì nữa. Anh em thấy không? Đây. Đất đá đây là đã được máy xúc dùng từ trước rồi, họ gạt rồi. Mình đi kinh khủng ra đây. Phía trên này sạt xuống ấy. Đá không? Cả núi. Cái phía sau tôi vừa lên. Đấy, nhìn đường gạt cảm rất đẹp nhưng mà khó quá. Giờ phải đi cố qua cái đoạn này. Đi tiếp ra phía đằng kia nữa. Nó đi qua mấy điểm rồi nhưng mà nó còn đỡ rồi. Đây, họ cho đi rồi này, đi. Đi được không rồi? Thế đi ra đường nhỉ? Anh em xem này, đường nếu mà cố thôi sẽ phải đi đường cái đường này đấy. Máy xúc họ vẫn đang làm rồi sạt ô tô lún bánh rồi đấy. Đấy, ô tô ngập lún bánh rồi. Đoạn này chắc phải kéo nhờ đây dân nhờ máy xúc kéo qua. Máy xúc dép bạn hết dép rồi bé bét rồi rách cả dép luôn rồi. Một cái, có mỗi đôi tông huyền thoại thôi mà rách mất rồi. Quay được đoạn dốc mà khiếp quá. Kinh này, nún thụt nổ luôn đây luôn mà. Khiếp. Đây. Họ đang ở đây. Đang cố gắng buộc để kéo lên này. Xe cái phía xe tải này, xe tôi phía sau kia. Không đi được rồi. Phía sau đó là một ô tô rồi. Anh em nhìn phía dưới nó sạt xuống rồi. Họ hất ở đây. Cái hộp đấy. Cái này khiếp không? Đấy, rừng núi đấy, nó sạt. Đến mùa mưa này thì gần như đường nào cũng sạt hết mà. To sạt nhỏ. Đây, đứng phía trên này nhìn anh em nhìn dễ hơn rồi đấy. Sạt ở trên kia rồi. Đây, cứ liên tục mà có những điểm trọng yếu thì sẽ có máy xúc các doanh nghiệp đến kéo. Giờ phải chờ thôi, cho họ kéo xong thì mình mới lại được đi. Mùa mưa chứ cái này thì phải có máy xúc cái này hoặc xe hai cầu ấy, họ kéo cho nhau đi thôi. Kịp chưa, bận như ma vậy. Nó mà bùng một phát nó bè cái rẻ cái ra luôn thì thôi đấy. Đấy. Bạn như thế vẫn phải cố gắng trèo tôi à. Nhưng mùa này thì thường là giúp đỡ nhau mà đi thôi. Đấy, chắc là thuê xe múc này ít tiền. Ông kia bảo mình đường ngon rồi đi. Cố đi không được đấy. Đấy. Bận như thế kia vẫn phải cố chui trong xe mà nái. Sướng gì đâu cái này núi này.
À, anh lên trên mù cả tí đi chơi mà. Mày làm ở đây à? Đây, anh em nhìn này. Đấy, bắt đầu kéo xe đây này. Đấy. Ui xòa. Đi chừng tí một luôn. Anh em kiếp chưa? À, hơn nửa bánh xe luôn rồi. Nó khổ này đó. Rồi, rồi. Xong rồi tôi phải đi xe của tôi đi rồi. Xong rồi họ còn kéo xe khác. Ây da. Đây anh em, chúng tôi vừa qua được cái núi kia rồi. Sạt vất quá. Đây anh em nhìn xe tôi. Bây giờ như mau vù cho anh em. Đấy, dép phải treo đây này. Đấy, bẩn hết chưa. Nếu may có người đẩy, nếu một mình mà đi qua chắc không qua lỗi rồi. Chân tay này, đấy. Bẩn hết luôn rồi. Thằng em này nó còn đi được, nó không đi ngồi ở xe này, nó còn đỡ bẩn này. Rồi, giờ lại mưa, thôi anh em tôi đi đây. Chứ mưa này không quen nữa anh em ạ. Đây các anh em nhìn phía cái đường dưới kìa, đấy thì chỗ này nó sạt nấp đường, nấp đang không đi phía bên kia đấy, bỏng lấp sạt mất rồi. Bây giờ họ làm tạm cái con đường này. Ủa, đi cái dốc núi này, kinh thật, những người luôn. Thôi anh em tôi đã đi tiếp thôi, sạt nhiều quá. Từ xe họ đi được bên này ngon không? Xe khỏe sướng nha. Ui, đã trơn rồi, nó lại còn dốc. Em bị sợ đấy. Anh đắm bó hết cả bánh trước bánh sau, nó vẫn còn trôi. Ôi đó. Còn chở hàng đi này nữa. Ây da, chẹn rồi. Kệ đi, cố gắng. Ui, đoạn này thăm dưới nó thôi đấy. Ui ôi quay này bắt gặp bóng xẻ luôn cơ mà. Thoát được rồi.
Thế tiếp đi. Đây anh em ạ. Vừa mới từ cái đường nên ô đi qua cái vũng nước kia mà nó làm một phát ngập úng xả luôn. Khiếp thật. Đây, may con cô em đấy nó đẩy xe cùng cho không thì chắc là không thể nào mà về nổi được anh ạ. Đây, ngập úng xả luôn này. Đấy, ngập tiếp phía trên kìa anh em nhìn thấy không? Sợ thật. Thôi tiếp tục anh em đi tiếp đi. Chỗ sạt này họ vẫn đang làm chưa xong được. Nguyên ngồi được ngồi lên xe mà thở không ra hơi. Ui dồi trượt đấy. Đây anh em tôi vừa thấy ở đây có cái cây ổi anh em này. Mày có ngồi nghỉ ăn đi. Ổi, ổi rừng này. Cho anh em xem mà bác cả chú đi xe xuống rồi. Nhìn nó cao chưa? Mấy bác không mới được phải đi bộ. Chính ra cái đoạn bên này nông hơn này. Anh em mày không biết phóng được bên kia ngút xả luôn, khiếp thật. Đấy. Bây giờ trời nắng mà chắc là tối qua trên này mưa to nhỉ, sạt. Đây, cái đường chính kia anh em nhá, kia anh em xem mà kia là cái đường chính à, đấy nó đi phía dưới đường kia đi qua kia mà bây giờ nó do cái núi kia kìa. Đấy, anh em nhìn nhá, đấy nó bị sạt xuống nấp đường rồi thì mấy múc họ mới mở cái tạm mở tạm một con đường này này, đấy mở tạm con đường này để mình đi mà ai ngờ nó cao quá, khiếp thật. Đi bên này này anh ơi, đi bên này nó đỡ sâu hơn, bên kia khó đi hơn đấy. Vâng, đi bên này dễ đi hơn. À, sao anh đi cu em nó gọi gì không biết. Sang cái đường chính của anh nhé. Hả? Đây anh em. Đấy anh em nhìn đây. Đường dưới nó bẩn lắm. Kìa, mày xúc họ vẫn đang làm mà. Bây giờ đường nữa. Chồng đi nước nữa. Chỗ này không mới bay được khối đất rơi xuống. Nhìn tay anh em tay bắn như ma vùi nhau biết đổi ăn thêm đất đá đổ xuống. Hôm này không biết bao nhiêu khối đất đổ xuống. Đây là một trong những chỗ mà sạt nặng gọi là hơi nặng thôi anh em mình, tôi vừa đi qua còn phía dưới kia còn mấy điểm sạt nữa hôm nay bỏ qua. Đi anh em đi tiếp đi.